Thưa quý vị, với sự chăm lo của gia đình và sự quan tâm của cộng đồng xã hội, mùa hè năm nay đã có thêm hàng ngàn thanh thiếu nhi trên địa bàn Đà Nẵng được tham gia các chương trình về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Qua đó giúp cho các em có thể chủ động tự bảo vệ mình khỏi các nguy cơ thông qua việc nắm vững các kỹ năng cần thiết. Với mục tiêu phổ cập kỹ năng bơi cho học sinh của ngành giáo dục thành phố, ngày càng có nhiều bể bơi di động, bể bơi cố định được đặt tại các trường học nhằm gia tăng cơ hội được trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Em rất thích môn học bơi vì nó giúp tăng chiều cao, giải giai sức khỏe và đặc biệt phòng chống tai nạn đuối nước. Cùng với các khóa dạy bơi ngay tại trường học, hiện phụ huynh và học sinh cũng có nhiều sự lựa chọn hơn với việc xã hội hóa học bơi thông qua các bể bơi tại các đơn vị, doanh nghiệp, khách sạn. Bên cạnh đó, hè năm nay, Thanh đoàn Hội đồng đội thành phố cũng triển khai nhiều lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi tại địa phương, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tham gia học bơi tại các trung tâm. Năm nay con 8 tuổi, con rất thích học bơi vì mùa hè rất nóng nước, học bơi rất là mát mẻ. Cái chương trình này tôi được biết thông qua một số người bạn, tôi thấy rất là có hữu ích, giúp cho các cháu trong cái mùa hè này rèn luyện được những kỹ năng sống cũng như là có thể tự vệ mỗi khi gặp cái sự cố. Bên cạnh các chương trình rèn luyện kỹ năng bơi an toàn, Thanh đoàn Hội đồng đội thành phố cũng đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Đồng thời, đưa các lớp tư vấn tâm lý sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu nhi hậu COVID-19 đến tận xã phường nhằm tạo ra kênh kết nối để trẻ em được tiếp xúc với các chuyên gia tâm lý, chia sẻ những áp lực để cân bằng sức khỏe tinh thần trước những tác động, di chứng mà dịch bệnh gây ra đối với đời sống hàng ngày. Cái lớp học này nó rất là bổ ích. Nó rất là bổ ích giúp cho con có thể có những suy nghĩ tốt hơn, những suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em dịp hè, nhất là các kỹ năng về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại là vô cùng cần thiết, góp phần vừa trang bị cho các em những kiến thức hữu ích để tự bảo vệ mình, vừa bồi đắp nguồn năng lượng tích cực để thiếu nhi có những ngày hè vui khỏe.